Hai, xin chào mọi người nha. Chào mừng bà cô chú anh chị trở lại với kênh của Episode. Thì sớm thì mình có đi câu đó, được mới cá rô. Thì mình làm sẵn hết trơn rồi, chỉ cần vô làm nên gia vị với lại mình ăn cơm không cháu? Ăn cơm. Ok, ăn cơm. Thì mình sẽ kho một nồi cá kho để mình ăn cơm các bạn. Cá kho thì mình kho cay cay xíu. Với lại cá kho mà mình kho thì mình ăn có thể ăn được 2-3 ngày vẫn được mọi người. Để mấy đứa ăn hết thì mình để ngày mai mình ăn cơm tiếp tục. Cho nên mình ăn, vô đi. Để vô. Thì bữa nay quên nữa. Nghĩa có công việc, thằng Minh có công chuyện, thằng Tư Béo có công chuyện, ba nó không ra được mọi người, chỉ có bốn của mình thôi. Thì có như làm nhiều không mọi người? Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cho biết và chuẩn bị làm thật thôi. Sẵn chưa mọi người? Wow. Công sức của em mình dẻo giờ. Kho ớt cay cay nha. Ừ, là trời kho ớt đi Hải, Hải kho ớt đi. Cay thì là cay đi. Đang trường hồi xưa đó nha. Năm năm đang trường hồi xưa. Kéo tài quá ha. Trời ơi trời, kỹ thuật đây mình á. Biết nấu ăn nha. Giác miếng nồi cơm rồi tới. Đã luôn á bà. Đâu? Bà muốn ta. Bốn người. Tại thường là hai bên hay qua sân cơm qua lại bị biết á, người nấu ít người nấu nhiều hoài chứ. Thôi các bạn cũng phải nấu căng nha. Đang như mấy âm thầm đợi chờ. Ok. Đây quá nhỉ ta. Nhỉ không? Nhỉ Như. Như ban mời phải không? Ừ, Nhỉ Như như ban mời. Đâu biết mà giỡn ngoài. Dạ. Mấy hành ớt. Chết tiệt. Làm trái thì gì? Chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quá gì vậy? Chết. Anh là con mèo kêu meo méo, em yếu em yêu. Các bạn phải tập quen dần với cái chuyện mà thành viên trong team sẽ từ từ xíu dần, biết tại sao không? Từ ai cũng có rể, có chồng, có vợ hết trơn, đi hết trơn. Thì mấy bạn tập quen dần này là vừa, lỡ tới đó còn nên tôi lòng lấp với các bạn rồi sao? Vậy là ở đây là cô đơn nha các con. Những kẻ cô đơn này. Những kẻ cô đơn này. Lúc nào cũng ở đây cũng chào đón mấy đứa. Những kẻ cô đơn này là cô đơn dành cho ai? Cô đơn dành cho ai đây? Bao nhiêu tương tư tàn hoặc pha. Cứ nghĩ là sẽ giữ mãi một biển bao. Bao nhiêu lần đã hy vọng về đời sau yêu ban đầu. Chẳng đâu lo bên nhau hát vang câu hò. Khóc luôn, khóc luôn. Thôi mình vô. Không mở rồi. Thế giới này là của anh và anh có quyền chơi với em. Sáng tất cả đèn thân anh chạy từng chân kế bên em, em cầm trên tay em muốn chân tay uống đêm nay lớn con tay biết mà trai em thích gì. Anh cho đó em thích nhà lầu, anh cũng cho em thích xe lôi, anh không chịu chỉ là một bài hát chua chứ không có số gì. Làm nãy bạn ơi. Nè tí, đây ngoài cái đèn nước tí. Cho đi khăn, cho đi khăn, cho đi khăn, cho đi khăn. Sao mày rồi? Nè nè. Sao rồi? Từ tháng ấy. Đó, cho cá thằng mình sẽ để vô nước nào vô mọi người. Gửi em. Một trăm hai đó, đưa 200 người đó vô. Yeah. Giờ không có gì ba lên. Đây đây trên bàn lên. Ai nhỉ mấy ba lên. Ba chở mấy ba lên. Có một trái như em rồi. Wow. Cái này nó sạc lửa luôn đó. Trẻ là trời, sạc lửa cả. Ừ, cái này, cái này. Cái này, cái này. Cái này, cái này. Ra. Ui, quá
bạn ơi. Các bạn. Xuất sắc không các bạn? Vô bài. Nhanh với ta nhìn hàm với vậy cái gì cái gì đi đập lại Bình Dương này đập lại Bình Dương này đập lại cái gì trời nhìn hấp dẫn với anh trời im à ngon này ngon à vô vô thứ này hết nồi cơm chứ có đừng đập lại nữa đổ qua đó. Như vậy, mình đi gần cho cá nó sợ thật là ok mọi người. Rửa dưa hấu chứ. Rửa gì trời, dưa hấu mà rửa gì trời. Rửa mà. Không có ăn được trong rửa gì. Mày gọi cũng dơ vậy. Nè ngu nè. Nè các bạn coi của kỹ thuật của ông Cảnh nha. Không biết gọt dưa hấu rồi. Nè muốn cắt nhanh nhất là gọt hết trơn ra đúng không? Ừ. Rồi sao? Thì gọt trơn ra thì tính. Đã nói gì nhắn chưa? Chưa nhắn à? Đâu? Tôi nè. Chào ủa lạ chào xin nhân chào tại nó gớt cái mát nó không tường nó mát thấy xong dưa hấu nè wow hình như là ông coi trên mạng cũng hơi nhiều đấy cẩn thận nhiều đang đổ không ta nữa đây miếng nữa đây. Ông nghĩ sao vậy? Nó khát nước là ông ăn dưa hấu nhiều dữ lắm. Chó táo cái gì? Cái này cái này. Nó nói mình chưa tin mà nó làm tin đúng không ạ? Làm cái gì? Gì hả? Wow, ăn cơm với dưa hấu là xuất sắc à, rồi. Gọi. Này gọi cho mẹ chồng thấy, mẹ chồng bê luôn này. Đó, nhưng mà anh em mình ăn đủ rồi. Tính gọn con trái đúng không ạ? Ừ. Thôi nói thiệt nghe cái bảo mặt của ông nha. Sao? Cái bảo mặt ông nó xấu như mắm. Đây là bốn cái đầu uống mà mọi người mua sẵn hết. Hai cái bắn kia nó lại mình có uống luôn. Hai nóng như này một chút. Đừng, đừng. Sao? Đừng, lì còn hơn gì nữa. Sao nói được là đi ra liền nghe không? Sao? Muốn gì? Quánh, quánh đau lắm đó. Hãy quánh mày bây giờ. Làm gì trời? Gỡ phai mùi cho mọi người ha. Tôi phai mùi, tôi gỡ phai mùi quá. Thằng béo không ra là sai lầm rồi béo ơi. Mà nói biết đâu tổng năng đồ ngon sao đúng không? Mình chỉ ăn cá kho thôi. Nhưng mà ngon nhất. À, cái của mình làm ra có ngon hơn. Đúng. Đúng không? Ngon nhất rồi. Nếu đã thích nhau thì một câu trả lương thôi nè. Không tí mà cầm máy quay á. Là sao? Nó mới ở ngoài kia à? Ở ngoài kia à? Không quay gì. Cầm cái cầm gì thôi nè. Để cầm vô chứ không cầm. Có ảnh không? Quá mệt mỏi. Giờ được làm cha mới biết con mình ghẻ không. Bao giờ ai được làm cha. Năm 2 tháng không nhảy ngủ chứ không ai nhắc được
Trời ơi, cái quạt đây, đem thêm cái quạt cho nữa. Giết khùng luôn. Mày ngáo. Mày ngáo. Ngáo mày, ngáo hả? Má quýnh bệ sượng. Em định dở tách nhưng mà nó nè, gì nè, dễ hả các bạn? Nhớ không? Sủi luôn. Anh Tý, quạt lên đi anh Tý. Anh Tý ơi, kể từ nay không còn sợ ăn chớm. Muốn cắt gì hả? Mày ra đây, mày đòi đưa cho mày bạc. Thằng đầu rồi, lần nào đồ tôi mua giờ sao cũng được, cho tí chứ. Để theo cũng được không? Rồi đâu đây, khỏi vậy. Đi ra đi. Không chỗ là trời. Anh soạn sẵn kìa bạn. Chế đồ tôi không lấy, tôi phải tiêu chết cho anh em mặc chung chứ. Nè tí. Sao bà không cháy? Tí. Vì đây đủ mình đi đám chứ. Ta, thánh thằng đó là trời. Qua bếp quầy, áo sơ mi mới tinh luôn quá. Áo sơ mi hả? Thử luôn, thử luôn. Thử luôn. Cạp gà năm nay anh cạp luôn. Chắc phân thân ra thử á. Qua bếp, qua bếp. Còn đem đàng hoàng, phải là tôi cho mà tôi mặc rồi là còn đem đâu, còn đem đàng hoàng luôn. Áo trắng đẹp ha. Ừ. Kìa. Áo sơ mi nè. Trên mặt à. Mặc áo sơ chứ. Sai mấy ta? 29 à. Rồi tôi gáo cái khung này ra coi. Vừa ngắm luôn. Đang thật. Là tôi kêu gáo ra. Đỡ luôn vậy. Đỡ luôn. Wow, 8 mũi nha các bạn. 8 mũi nha các bạn. Đầu tôi mà tí mặt là chỉ có vô khuôn thôi chứ gì trơn luôn. Dạ. Bạn thích bán đồ cho bạn mua mặt ha. Mặc cho ai? Thường nó đo đâu gì nè. Nó xí cổ người ta chứ đo gì trời. Nó tỏa mát rồi. Trời tôi hoàng gió mà mát, tôi quá đặc lần. Ở xíu ăn lên đây vô ăn cá kho luôn nha. Trời. Trời ơi, không có cái bờ dai nè các bạn. Trời, lẫn gài, lẫn gài, lẫn gài. Tôi làm hỏi cái gì? Vừa ngắm luôn trời. Ý anh ta nói cho rõ thôi. Mà giấu rồi mà, đúng rồi. Cái bộ mình nhanh hết nhìn đi. Ai nhìn thấy đâu cũng. Trời ơi, mặc áo đi trời. Nhanh ra. Ngay từ đầu, lúc áo đổ sai rồi. Đúng rồi. Thì nó sẽ sai hết. Lòng lại mới có cuộc sống mới. Đạo lý gì? Cầm mặt hơn, đang cầm mặt rồi. Trời ơi trời. Cái áo vừa ngám luôn chú ơi. Ngày tí số ca lên đó rồi. Nè. Bị. Đi ăn gì đó. Đi số ca mất kịp. Rồi, làm không làm. Được không? Nếu mà tôi là gái thì tôi kiếm bạn trai thì tôi kiếm nhìn tí vậy mà. 6 muối. Ở đây. Có muối không? Mụn. Rồi, nó nói còn có gì vậy? Tôi nghĩ tâm. Dự dặn. No, mặc áo vô no. Đẹp không? Đẹp. Bếp. Con gặp chấp 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 chấp. Trời ơi. Chính là mọi người. Ừ nhá. Ừ. Ừ. Còn nhận em lấy mà cái em quên rồi móc ra mê lông. Có gì? Có 3 chén à. Nó mới là khúc cây cắn đó. Con, nè quay con xem. Nghe chưa? Thật lửa. Trời ơi, mấy bạn. Trời ơi. Bị ao bẹt đó. Ở chằng mà quay quay trời gố là trời được rồi. Cục cục mấy bạn ơi, mấy bạn. Nè. Thấy chưa? Ê trời. Cái gì vậy? Cục cục luôn. Mà tất cả mọi người cơm với anh em tụi mình nha. Sô cô la hả? Lấy nước là cho béo. Ấy giờ. Cho béo nấu đâu nhà. Tư tế. Bạn thấy em bự bự lắm, tôi béo hay gì. Vậy hấu đâu? Trời ơi, vậy hấu luôn. Em không là chạy gì mà ngon chứ trời. Ơi, trời đạo, để ra luôn, trời ơi, ngon dữ vậy. Trời đạo. Đùa, đùa. Hết cơm chứ này, trời. Rồi, vô đi, vô đi, vô. Vô, vô, nhanh xin vô. Nè, 1, 2, 3, vô. Mời 4 bay nha. Chưa béo, nghe. Mời mấy anh nha. Mình, quay. Ừ, cầm đổ rồi đi rồi anh. Chứ ngủ cái này mà. Cái này là chỉ có hết nồi cơm thôi chứ không có đường nào phản kìa. Tại anh lấy đũa. Nè. Xứng đưa đũa gì ăn gì? Hả? Xứng đưa đũa gì nè? Tại ảnh lấy. Tại gì?
Anh ăn mũ để anh cầm mấy, anh cầm cam ăn mũ nha. Cái này mình ăn, nguyên xương luôn. Ừ. Cái này nè. Kẹo luôn rồi. Đó, đó. Ừ. Thôi bà chở mùi tiêu thơm rồi thêm bữa ớt nữa. Mình ghét à. Mấy bạn nha. Ơi. Mong bà cô chú anh chị. Cá ngô trứng không? Trứng không? Cá nhỏ mà còn có trứng nữa nè. Trời ơi, trời ơi. Không sai hả? Ừ. Nó ngon. Các bạn ăn cá kho, các bạn chan nhiều nước vô nó thấy ngon. Vậy sao? Còn cá kho tôi khoái nữa các bạn. Rồi hỏi đi. Biết luôn phải không? Hiểu. Nói chứ mình không phải nhả xương nha. Nhả là mất khẩu. Nước xương. Nước cùng bên. Con cá này nhớ chiều là tôi câu. Không, cá bự rồi, cá bự rồi. Cá bự nè. Hai cá bự nè, tôi câu nè nha. Hai ăn được. Giúp bên con luôn ơi. Đậm nguyên con đi. Ngon. Thôi. Ừ. Thôi ăn giớt thử coi. Bá cháy luôn. Cay đã. Ba cơm nóng cá kho nóng không? Các bạn đẩy miếng dưa hấu nó lạnh ngọt vô nó tàu luôn. Hết thảy. Mùi ngon này cơ. Tại vì mình để chát cái gì. Cái vô đồng. Đúng chất đồng. Ừ. Có ẩm ngon chứ hả? Không có gì mà vừa khui ra nóng hỏi bạn liền chứ. Nó uống rồi đó ha. Cái cá này uống rồi. Mấy bạn ơi, câu nó cũng dắt dưỡng lắm. Dắt giả mà, dắt dưỡng. Đã, ăn miếng đó đã. Hả? Tự rồi tự. Tay, ta. Đó. Rồi, xuống một đợt rồi tiếp nữa. Trời ơi trời. Mình mua mấy ly nước ngọt luôn mà tụi nó không ra, nó ra. Mình mua sẵn cái rượu nó không ra luôn. Wow. Đã ăn cá bự này, cá bự đi ăn chứ. Đây 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 con cá đực nè. Nắm giờ mình nó dài thòn con cá đực. Không, hay với chồng không có biết luôn trời. Đúng rồi. Dạ. Em ăn con gì anh? Ấm dâm dài thòn. Cá cái. Lúc em ăn cá cái hả? Lắm không, nó dài dài cá đực. Ăn trứng không sao? Không. Trứng nó mỏng hả? Em không biết. Có ăn bình thường thôi. Phải là ăn cay em ăn không nó mỏng. Có không? Nè trứng này còn không có trứng nữa. Ừ. Ăn đi. Vô mùa rồi. Cho mẹ. Cho mùa. Dương mai ăn được nữa nè. Khoan ăn qua, ăn qua, ăn qua, ăn qua. Ừ. Mà đó là đang cơm tiếp. Cơm sáng, mình khỏi cơm sáng, cố lên nè. Cái đậm có gì là bắt cơm sáng đó. Cái đậm có gì không? Làm được dữ. Trời, đốm chết. Cái này ai cưỡng nổi. Bắp ở này mà ăn bắp tay nó sướng cùng lần lần. Còn bỏng tay luôn. Có cơm kìa. Ập bánh khứa kìa ra giùm còn gì à. Còn rồi chẳng. Con cá này có trứng à. Các bạn nha. Ngọt chẳng. Ừ. Chẳng khè. Các bạn ơi ăn cái con cá đồng nó ngọt đã lắm. Nó ngọt thanh dịu luôn. Cái lóc đồng mắc lắm. Phải rồi, có cá lóc đồng bự bự. Mẹ đánh chục ngàn ký có. À, chiều nhớ có con cá lóc nhỏ. Cái con tám thả vô nồi với đúng không? Có không? Có để vô. Không biết có thả không? Để anh coi. Bè đồng gồng nó thả đây chứ nữa nhiều. Nó. Nó. Thì thả vô nồi á. Sưng ăn cá lóc rồi Sưng. Cá lóc chứ. Không chai luôn, chai luôn. Chai cái lóc luôn. Chai luôn. Không. Không. Không điên. Rồi, thấy nó ăn cái gô không? Con có lóc không? Em có ăn cái gô. Nãy nó mời em cái lóc, mời cái gô. Ăn cái gô mời không anh? Phải chơi bự đi rồi chết chứ chị. Nó này nhỏ rồi. Chê. Thank you.
Nói nó với gắm cá lóc mình ăn đi. Rồi ăn gắp cho cái bộ mà. Con nhỏ con có lớn như vậy. Con nhỏ con có lớn. Cá lóc qua cũng vậy đâu. Cá lóc là gần câu á. Đúng rồi. Giờ bên em có cá lóc mà mình gắp vậy nó không ăn. Hả? Giờ bên em có cá lóc mình gắp nó không ăn. Dạ hả? Chơi mồi. Em gắp nó cũng mấy luôn. Ăn xong cái đưa vô bữa con muốn. Nó có cá lóc nhiều. Nhỏ mà ngon nè. Cảm ơn. Dài không? Ăn kem nhanh đúng không? Ừ, nhưng mới ngon. Nhỏ nhỏ dài. Mắt sườn là dỗ của Cúc mày. Đã bỏ nữa bánh em. Ừ. Ở đây đúng không? Mình nói về ai mắt sườn giả của Cúc nợ. Mắt sườn cố gắng là bỏ không mắt đi. Nói bạn ơi. Dạ, cái cây trắng miệng. Cô xin cha. Cài đã quá. Sướng. À, toàn 3 chén cơm. 4 giờ. 1 2 3 4. Thôi giờ mình sẽ kết thúc được tụi đây. Mình tất cả mọi người đã theo dõi màn thật của anh em mình. Cho dù ít người nhưng mà vẫn vui. Thì tại nay mấy đứa có công chuyện không ra được thì tụi mình ăn trước. Ngày mai còn này nó ăn sau. Vào mọi người nha.